Nữ ca sĩ Hà Ni Quân, bà xã của Tấn Thành cũng đã tiết lộ về việc đăng ký hiến tạng khi qua đời vào tháng 4 năm 2018. Nữ ca sĩ cho hay, chính cha cô cũng đang cần được ghép thận 10 năm qua. Vì vậy, bà xã Tấn Thành đã đăng ký hiến tạng với mong muốn những người cần sẽ có được cuộc sống thứ hai tốt đẹp hơn. Hà Ni Quân từng thẳng thắn chia sẻ, tôi nghĩ khi chết thì thân xác sẽ trở thành cát bụi rồi, còn là gì nữa đâu. Vì thế, lúc trước ở Hàn Quốc tôi đã có đăng ký rồi, nếu thân xác này chết đi, có gì xài được thì cứ lấy xài hết đi để người khác có được cuộc sống thứ hai. Trong loạt nghệ sĩ tình nguyện hiến mô tạng, ca sĩ Ngọc Sơn là một trong những nghệ sĩ đăng ký sớm nhất vào năm 2007. Đang nói trước quyết định này, mẹ của ông Hoàng Nhạc Xến đã từng khóc đến ngất đi, nhưng Ngọc Sơn vẫn quyết tâm thực hiện. Chính những quyết định vượt qua những rào cản suy nghĩ thông thường, loại nghệ sĩ này đã truyền đi ý nghĩa nhân văn nhờ nghĩa cử cao đẹp này. Hà Ni Quân đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Nữ ca sĩ cho biết chính cha cô cũng đang cần được ghép thận 10 năm qua. Do đó, cô đăng ký hiến tạng với mong muốn những người cần sẽ có cuộc sống thứ hai tốt đẹp hơn. Tại chương trình Nghệ sĩ Việt Hương, Hà Ni Quân đã rơi nước mắt gửi lời cảm ơn đến bé Hải An, cũng như nghĩa cử cách giáo dục cao đẹp của chị Thùy Dương dành cho con gái. Ngoài ra, Hà Ni Quân lần đầu tiết lộ bí mật việc cô đã đăng ký hiến tạng tại Hàn Quốc. Tôi nghĩ khi chết, thân xác sẽ trở thành cát bụi rồi, còn là gì nữa đâu. Vì thế, lúc trước ở Hàn Quốc tôi có đăng ký rồi, nếu thân xác này chết đi, có gì xài được thì cứ lấy xài hết đi để người khác có cuộc sống thứ hai, nữ ca sĩ bộc bạch. Với câu chuyện những bệnh nhân cần được hiến tạng không đâu xa, chính là cha của Hà Ni Quân cũng đối diện tình trạng cần tạng 10 năm qua. Thận của ba tôi không được tốt, chỉ sử dụng được 10%. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi có ai đó hiến tạng để ba tôi có được cuộc sống mới. Nhưng chúng tôi biết rất khó. Số người cần nhiều nhưng số người hiến rất hiếm. Cứ 3 tuần ba tôi lại thay máu một lần. Mới đây ba tôi vừa mổ ở cổ, ngực và tay. Phần tay có cắm nhiều quả kim tiêm nên hiện tại không thể cắm được nữa. Tôi vẫn đang chờ đợi một niềm hy vọng.